hello, xin chào các cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Bữa nay thì mình xin thời sự với mọi người một chủ đề rất là nóng bỏng nhất hiện nay đó là chủ đề uh, chúng ta không nên đi du thuyền vào thời buổi này, ok? nói chung mặc dù đi du thuyền rất là vui, rất là rẻ nhưng mà ở um, ở bên Mỹ chúng ta không nên đi du thuyền vào thời buổi này, tại vì nó rất là nguy hiểm trong cái hoàn cảnh mà đại dịch khắp thế giới này. Ngon. Một chỉ cần trên chiếc du thuyền nào mà có một người bị uh, bệnh thôi là coi như là cả chiếc du thuyền đó sẽ bị cách ly liền, là coi như mọi kế hoạch du lịch coi như là mọi dự tính công an việc làm là coi như nó bị uh, xáo trộn hết cuộc sống đi học được coi như xáo trộn hết thành ra chúng ta không nên đi du thuyền vào thời buổi này nhưng mà trước khi mình đi sâu vào vấn đề này thì hy vọng mọi người có thể cho mình bấm một cái comment like and share với uh, <laughs> phía này cũng như là bấm chuông để mà có thể xem những video tiếp theo trong tương lai của mình mỗi ngày thì mình đều có video về thời sự thời sự của ghi nước mỹ tại vì mình không quan tâm tới thời sự nước khác và cũng như là video du lịch trên khắp thế giới nào đây nào mình đi đi du lịch thì đến nơi đó mình sẽ ra video ok quay trở lại chủ đề <laughs> nhưng mà mọi người cũng đã xem nếu mà mọi người theo dõi thời sự thì mọi người cũng thấy một chiếc không gài, không phải chỉ có một chiếc tàu thôi đâu nhưng mà bên này là thí dụ tiêu biểu đây chiếc tàu này nó gọi là Prince, Princess Diamonds chiếc tàu này là chở 3.000 uh, khách với thủy thủ luôn là cả 3.600 người đang bị cách ly hai tầng lễ bên Yokohama uh, ở bên uh, Nhật nè còn một chiếc nữa uh, đang bị cách ly ở bên Hồng Kông và còn một chiếc thì không được uh, quay vô bờ không? Tự nhiên là có cái chiếc uh, ngoài hai chiếc đang bị cách ly ấy, thì có một chiếc du thuyền khác nó kể như nó chạy vòng vòng đáng ra theo nó chạy vòng vòng châu Á đáng ra theo lộ trình là nó sẽ được uh, cập bến Nhật cập bến Hồng Con nhưng mà tại vì cái mùa đại dịch đang diễn ra là thành ra là các nước không cho nó cập bến Bởi vì chiếc tàu nó đang thọ uh, thơ đang nhờ sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng mà tình hình thì chưa được <laughs> chưa biết sao nữa nhưng mà và mới đây nữa nè ở bên New Jersey Tức là một tiểu bang gần chỗ mình ở Cũng có một chiếc tàu trên đó Cũng có mấy chục khách đang được theo dõi Và có bốn người đã được chở tới bệnh viện Vì họ có chịu biểu hiện của nóng sốt đó. Thành ra là đi tàu vào thời buổi này Rất là nguy hiểm Mặc dù giá du thuyền bên Mỹ rất là rẻ Ở chỗ khác thì nó hơi mắc Nhưng mà riêng Những cái chuyến du thuyền mà xuất phát Từ mấy tiểu bang miền Nam như là Ở bên Florida Đặc biệt là mấy cái bến tàu như Miami, Tampa rồi đó bên hoặc là bên dưới New Orleans ở bang Louisiana đồ đó là vé du thuyền nó rất là rẻ đi vào mấy cái mùa này nó chỉ khoảng 300 đô một người thôi là coi như là sẽ có một chuyến đi du thuyền một tuần lễ ở một vòng quay vòng quanh dùng cabin giống như là cơ phim cướp biển cabin vậy đó coi như một có thể đi xuống mấy nước dùng cabin nắng ấm cát trắng rồi tắm nó thành ra là đó vừa được đi du lịch à, mà vừa giá rẻ nó 300 đô mà, mà một người mà đi du thuyền năm sao một tuần lễ là coi như là siêu rẻ luôn mức giá mơ ước của nhiều người trên thế giới rồi nhưng mà ở mỹ đó là mức giá cứ vô cùng rẻ à, nhưng mà đối với cái thời buổi đó là chuyện bình thường thì nó nó mới rẻ nó mới là yếu tố hấp dẫn còn như thời buổi đang đại dịch thì nó là một cái yếu tố vô cùng là nguy hiểm mặc dù mấy cái nước dùng kb á nó chưa có bệnh dịch à, hiện giờ mấy cái dịch uh, cúm nó chưa có lây tới dùng kb nó chưa có lây tới mấy nước Bahamas hay là Jamaica đồ này hay là uh, Aruba đồ nó chưa có lây tới mấy vùng ha đó nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là gì nếu như mà chỉ cần một người trong chuyến tàu đó mà bị uh, cúm thôi là coi như nguyên chiếc tàu nó bị cách ly hết không? À, mà để cách ly thì hai tuần, Hay thậm chí là kéo dài cả tháng luôn. Nếu nếu như mà giống như trường hợp của chiếc princess diamond này nè, trong trường hợp của chiếc này, chiếc này mới đầu là mà lúc mà phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên của hai thủy thủ là nó bị cách ly hai tuần. Nhưng mà sau đó bây giờ nó phát hiện ra thêm tới sáu chục, người bị bệnh cúm ở trên chiếc tàu này, thành ra chắc chắn là cái chuyện cách ly nó sẽ kéo dài thêm, tại vì tại vì trong cái khoảng thời gian cách ly này nè đâu có người ta không xác minh được là những cái người trường hợp mới bị phát hiện bị lây sau này họ đã bị lây khi nào nếu như mà họ mới bị lây nữa tức là trước khi mà họ bị phát hiện bị lây họ cũng đã đi vòng vòng khắp nơi họ cũng đã phơi nhiễm khắp nơi trên tàu rồi Tức là nhiều người trên tàu đã bị họ phơi nhiễm rồi thành ra là có chắc chắn là nó sẽ cách ly thêm nữa à, thành ra anh, nếu mà chỉ cần một người trên tàu mà bị uh, bệnh cúm là coi như là một chuyến đi chơi trong mơ uh, về uh, xứ ấm biển trắng uh, biển xanh cắt trắng giữa mùa đông coi như là bị tăng thành mấy khói hết tới đó là coi như nó sẽ cách ly chiếc tàu và nó sẽ cách ly những người ở trên tàu và cách ly uh, là sao theo như báo đại đưa tin uh, thì uh, những người trên tàu mà chiếc tàu uh, đặc biệt chiếc tàu nổi tiếng uh, Princess Diamonds này nè Họ nói là trên chiếc tàu đó nó cách ly họ là giống như là một chiếc tàu mà năm sao vậy đó Tại vì những cái như như mọi người thấy nè Quay quay trở lại video Như mọi người thấy nè cái phòng nào ở trên tàu mà ở ngoài ban công thì còn đỡ Còn cái bên phòng nào mà bên trong thân tàu á Thì khi đó nó ngột ngạt vô cùng tại một khi mà nó cách ly á là những người nào mà có triệu chứng nóng sốt hay gì mới được đưa rời khỏi tàu đưa tới bệnh viện để trị và cách ly luôn ở bệnh viện nhưng mà những cái người nào mà chưa có triệu chứng nhưng mà có khả năng bị phơi nhiễm tại vì chính xác là thì những người đó sẽ được quay về cái phòng của họ những gia đình đó sẽ được quay về cái phòng của họ trên chiếc tàu thành ra mới nếu mà cái phòng của gia đình nào mà có ban công ở, bên phía ngoài đồ đó thì có thể bước ra ban công hít thở không khí trong lành trong lúc mà bị cách ly ngược lại nếu mà cái phòng nào mà ở trong bên trong thân tàu tức là phòng không có cửa sổ đó không thì mọi người có thể hình dung nó giống như là phòng biệt giam vậy đó tại vì vô, vô đó <laughs> tới giờ trước tiên là mấy cái người mà bị cách ly trong đó họ không được tự ý đi tới đưa nhưng mà họ chỉ ở trong cái phòng cabin của họ trên tàu thôi tới giờ mỗi một ngày họ sẽ được cho ăn ba bữa tới giờ là có nhân viên y tế gian ninh đưa đoạn tới cho chỗ họ uhm nhưng mà họ không có được ra khỏi phòng giống như là một cái phòng biệt giam như đó là mọi người có thể hình dung nếu mà không có cửa sổ không có cái này kia là nó ngột ngạt kinh khủng ra à giờ nó rất có con nhỏ nữa thì thôi khỏi nói rồi nó rất là bực bội kinh khủng và chưa kể nên là gì ngay cả như trong trường hợp mà bị cách ly kiểu đó thì vẫn có khả năng bị phơi nhiễm à, rồi sau đó nữa là gì cứ vài ngày á nó mới uh, nhân viên uh, an ninh rồi y tế người ta mới sắp xếp cho một nhóm người nhỏ nhỏ đi ra bên ngoài đi lên bon tàu để mà gọi là tập thể dục với hít thở không khí trong vòng một tiếng đồng hai, hai tiếng đồng hồ gì đó nhưng mà đi là cũng giống như là bị áp giải đi vậy đó tức là không có được đi lung tung và đi hay nghe hàng thẳng lối và thời gian đã được quy định chặt chẽ chỉ có một hai tiếng thời gian lên bon tàu để hít thở không khí trong lành sau đó lại quay cho về cái cabin để mà tiếp tục bị cách ly tình ra nếu mà đó là lý do tại sao mà mọi người không có nên đi du thuyền vào thời buổi này tại vì cái gũi go nó quá trời cao đi thấy không vấn đề không còn là giá cả rẻ hay vấn đề là không còn là cái chuyện mà giá hấp dẫn hay là cảnh đẹp gì ở đây hết mà vấn đề là nó nằm ở chỗ cái gũi go gũi go nó là nếu mà trường hợp mà trên tàu đó có một người bị thôi Tại vì dĩ nhiên chúng ta đâu có biết ra đường đâu có biết ai là người đã bị phơi nhiễm hay không Phải chờ hiện giờ là phải chờ họ bị Họ phát ra triệu chứng triệu chứng người thì mới biết được là cái mới cái, mới đem đi xét nghiệm mẫu máu của họ hay DNA gì đó thì mới biết được là họ có bị uh, lây nhiễm hay không còn nếu trường hợp bình thường á, thì một người chưa bị phát hiện chưa có triệu chứng sốt nóng hay là khó thở gì đó thì hầu như họ, họ vẫn đi lại bình thường thì đâu có ai phát hiện ra được họ lại Đúng không cái đó là chưa kể là gì bị cách ly trên tàu xong rồi sao đến khi mà quay trở về trên uh, quay về Mỹ đó thì lại tiếp tục bị cách ly nữa đó tức là cách ly xong rồi ha cách ly quay trở về Mỹ lại bị cách ly nó trừ khi là chiếc tàu đó nó quay về Mỹ nó cập cảng thì sẵn nó cách ly ở Mỹ chứ nếu nó, nó cách ly nước ngoài thì ông thì chắc chắn là khi quay về Mỹ cũng sẽ bị cách ly nữa đó, mọi người thấy bao nhiêu vấn đề tham gia mà cách ly vậy nó đồng nghĩa về nếu ví dụ mà xin vacation uh, xin ngày nghỉ phép mà đi chơi là cách ly vậy là thấy mọi người đã bị ảnh hưởng tới công việc rồi nè ha Và, rồi nếu mà uh, con cái đi học thì lại ảnh hưởng tới con cái đi học tại vì phải nghĩ thêm nè rồi xong rồi tốn tiền uh, cái vụ mà uh, cái, trong trường hợp bị cách ly vậy thì cái hãng tàu nó có bồi thường cho khách hay không thì uh, mình chưa tìm hiểu nhưng mà trước tiên là bị tốn bao nhiêu tiền để mà dẫn nguyên gia đình đi du thuyền này đúng không Bài tốn tiền vé máy bay để mà tới cái uh, bay tới uh, miền nam mấy tiểu bang miền nam để mà đi du thuyền này trên trên mấy tiểu bang miền bắc nó cũng có du thuyền nữa nhưng mà nó giá nó hay mắc hơn ở miền nam đó nói chung là tốn một khối tiền thành ra ừ. đi du thuyền giữa cái mùa này á mặc dù vé du thuyền nó rất là rẻ phải nói là rẻ hấp dẫn luôn lúc trước mình cũng định đi vào cái mùa này nữa nhưng mà nghiêng trong cái thời buổi này tạm thời chúng ta không nên đi để tránh bị rủi ro thôi hy vọng là mọi người cảm thấy cái lời uh, thông tin của mình chia sẻ là hấp dẫn và mọi người, có thể bấm subscribe like and share của mình nhé thank you cảm ơn anh chị cô chú và các bạn đã quan tâm theo dõi thank you bye bye now happy new year